Bình thường ấy, cái phiên bản mà 3.0 ấy hay là dưới bản 3.0, 3.6 thì ví dụ các bạn mà khi rig xong như này này. Đấy. Và cái xương của mình ấy, mình làm theo kiểu như thế này. Thì các bạn nhớ là mình chọn xương này, xong rồi chọn mét không? Chọn mét xong rồi mình vào weight này không? Đúng không? Thì có phải các bạn ấn ship ship ấy, xong kích vào xương đúng không, thì nó sẽ hiện lên cái vùng ảnh hưởng đúng không, để các bạn sửa đúng không. Nhưng bắt đầu bản 4.0 thì nó khác một tí, bản 4.0 nó khác một tí, khác là như nào, các bạn vẫn làm như thế nhá. Bật dev đây này, để bật lại cho bạn nhìn nhá. Đầu tiên ấy là cái bộ xương của các bạn ấy thì nó như thế này này đấy. Thì bây giờ các bạn xóa hết thằng này đi, các bạn làm bản 4.0 nhá, nhớ bản 4.0 nhá, nhưng không các bạn không biết cách làm đâu. Thì các bạn kéo cái này này xuống dưới này này, ở phần dev này các bạn kích cái dev lên nhá. Đấy, sau khi kích lên này, các bạn đầu tiên là chọn xương trước này, sau chọn mét này, ấn weight này, sau bạn các bạn muốn cho nó hiện lên các bạn can chuẩn ship click, can chuẩn ship click đấy. Bình thường trước là ship click thôi, nhưng bây giờ can chuẩn ship click. Như vậy là cái gì, các bạn lại sửa được đúng không, sửa được như lần trước các bạn thầy hướng dẫn các bạn bản 3.0 ấy, thì bản 4.0 nó là như này. Chỗ này mọi người hiểu chưa nhỉ? Can Ship chuẩn ship click là bản 4.0, còn bản 3.0 là ship và click thôi, không được tất cả bản 3 chấm đều đúng rồi. Còn cái bản 3 chấm 4 chấm, các bạn nào làm bản 4 chấm nhá thì nhớ là can chuẩn ship click, chứ không các bạn không tìm ra cách thì làm nó lâu ấy. Chỗ này hiểu rồi đúng không? Ok.